Thưa quý vị và các bạn, máu là một trong những thành phần quan trọng trong cơ thể, nuôi sống cơ thể. Thế nhưng nhiều người đã cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy máu, đặc biệt là khi máu chảy nhiều. Nếu trong trường hợp mà người thân bạn bè của chúng ta bị thương thì cảm giác đầu tiên của chúng ta đó là sợ hãi và hoảng loạn. Vâng, đúng như vậy ạ. Tuy nhiên trong những trường hợp như thế này thì điều cần nhất là chúng ta phải giữ được bình tĩnh và làm thế nào để cấp cứu đúng cách nhất để giữ được tính mạng cũng như là sức khỏe của người thân. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những cách cấp cứu cầm máu cùng với phóng viên Thành Hải. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày thì đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những vết thương do là bất cẩn trong sinh hoạt, lao động hoặc là do những tai nạn không may gây nên. Và trong những trường hợp như vậy thì việc cầm máu đúng cách và kịp thời đóng một vai trò hết sức là quan trọng để tránh những nhiễm trùng và biến chứng về sau cho vết thương. Và trong những trường hợp như vậy thì đa số mọi người đều rất là lúng túng. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ Phùng Văn Hà, bác sĩ khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Và bác sĩ Hà sẽ giúp cho chúng ta có cách xử trí tốt nhất khi gặp những dạng vết thương như vậy. Thưa bác sĩ, như vậy thì bác sĩ có thể giải thích cho quý khán giả được biết là cái việc cầm máu nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào và chúng ta nên lưu ý những điều gì khi cầm máu cho vết thương ạ? Khi mình gặp một vết thương hở thì mình cái mục đích đó, thứ nhất đó, là mình sẽ cầm máu để không ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Việc thứ hai nữa là mình sẽ sơ cứu vết thương để nó không bị nhiễm trùng vết thương và ảnh hưởng đến sau này về nhiễm trùng huyết ở cơ thể. Một vết thương hở thì nó có thể tổn thương, thứ nhất là tổn thương động mạch, thứ hai tổn thương tĩnh mạch và thứ ba là tổn thương bao mạch. Để mình nhìn nhận được cái vấn đề là tổn thương động mạch hay là tĩnh mạch thì thứ nhất là tổn thương động mạch là máu thường là đỏ tươi và nó phục thành tia theo nhịp đập của tim. Vết thương tĩnh mạch là vết thương máu màu đỏ sẫm, nó không phục thành tia mà chỉ đùng lên thôi. Còn vết thương mao mạch là vết thương nhỏ, nó chỉ rỉ tràn lên bề mặt vết thương. Như vậy thì xin mời bác sĩ Hà sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý khán giả những cái kỹ thuật sơ cứu cầm máu vết thương để quý khán giả có thể xử trí đúng cách khi gặp những cái trường hợp như vậy ạ. Thì cách sơ cứu một vết thương tổn thương động mạch hoặc tĩnh mạch ở vùng cẳng tay thì việc đầu tiên, thứ nhất thì các quý vị phải gặp một trường hợp vết thương dơ bẩn thì dùng nước sạch nhất có thể, mình sẽ rửa hết vết thương để nó trôi hết vết bẩn này ra, và sau đó mình sẽ dùng một gạt sạch có thể, mình sẽ đắp lên vết thương và sau đó băng vết thương lại. Khi băng vết thương xong thì thấy vết thương vẫn còn chảy máu thì mình sẽ dùng một miếng cao su mà đường kính chiều rộng khoảng 3-5 cm, mình đặt để dùng garo đặt lên trên vết thương khoảng 3 cm. Lưu ý các quý vị không được băng trực tiếp lên trên da, sẽ làm tổn thương da, và mình sẽ dùng một miếng gạt mình sẽ đặt lên trên vết thương cách vết thương 3 cm, rồi sẽ dùng một cái cuộn băng thun và băng cao su, bán cao su, sau đó mình quấn lại. Rồi bây giờ khi quấn tới đây khoảng chừng 3-4 vòng thì mình sẽ giữ, nếu như mà có người phụ thì càng dễ, còn không có một người vẫn làm được. Rồi sau đó mình sẽ dùng một cái ve cứng, có thể là khoảng tầm 40 cm hoặc 50 cm, sau đó mình xoắn đều đến khi nào mình cảm thấy ở dưới này nó không còn mạch máu đã đập nữa là chứng tỏ là mình garo hiệu quả, thì sau đó mình cố định. Quý vị lưu ý thì khi mà garo như thế này thì khoảng 1 giờ thì mình sẽ nới garo một lần, mà một lần thì nới chỉ được 1 phút, rồi sau đó thì mình sẽ garo lại để nó không tổn thương đến cái phần máu để nuôi chi ở phía dưới. Đó, mình sẽ thấy được cái bàn tay sẽ tím thì chứng tỏ mình garo hiệu quả, thì chỗ này lúc này vết thương không còn chảy máu nữa. Trên đây là cách xử lý vết thương cơ bản ở vùng cẳng tay. Thì nếu như mà các bạn gặp trường hợp ở vết thương ở vùng cẳng chân hoặc là vùng đùi thì các bạn cũng sơ cứu giống như ở vùng cẳng tay, và sau đó mình sẽ chuyển tuyến lên bệnh nhân ở vùng ở cơ sở y tế gần nhất để mình xử lý tiếp tục vết thương. Còn ngoại trừ một trường hợp là vết thương ở vùng cổ, thì ví dụ như vết thương ở vùng cổ phía bên này thì các bạn không nên băng trực tiếp mà phải dùng cánh tay của bệnh nhân. Sau đó mình sẽ quấn qua vùng cánh tay bệnh nhân hoặc là dùng một vật cứng chèn vô cái vùng không bị thương ở bên cổ, mình quấn lại.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phùng Văn Hà rất là nhiều với những thông tin mà anh đã chia sẻ đến quý khán giả ngày hôm nay. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những thông tin từ chương trình sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái cách xử trí thật là đúng và hiệu quả nhanh chóng trước khi chúng ta chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Đến đây thì Thanh Hải xin được nói lời chào tạm biệt. Phê chuồng đúng chất. Chính vì thế lâu nay đây chính là nơi ghé chân quen thuộc của nhiều dân phường trong nước và quốc tế. Sau một chuyến hành trình tương đối xa, thì dường như du khách cảm thấy hài lòng khi đặt chân vào Mê Linh Coffee Garden.